Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ video clip là video clip trên phố đường tàu. Xin mời quý vị và tất cả các bạn cùng theo dõi đoạn video clip. Chúc quý vị và các bạn buổi tối tràn đầy niềm vui và hạnh phúc này. Đây là phố cà phê giáp đường tàu. Đây là đài tám khiêng, đài tám khiêng chín huyện này. Thật quá trả hết này. Thật quá trả hết này. Mọi người đi chơi thì rất là đông vui. Mình ngon khi giờ vẹt. Hôm nay là buổi tối thứ bảy. Đi của đường tàu. Thank you.
bây giờ là 7 giờ tối nhé. Thank you.